Ê, chắc nếu nghiệp ở ngoài đằng xa kia chắc nó sâu lắm á hả? Má ơi, trời, cái sông dưới đường không biết cái đường nào luôn á. Ngay ngã đường Trần Phú và Châu Thượng Văn. Tòa nhà đó đó hả? Ê, tôi cũng chưa đi qua đó nữa. À, hình như cái nhà đó là cái đồng tiền 20 ngàn phải không ta?